Mình xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mới đây là mùa xuân nó đã qua nhanh quá rồi. Thời gian trôi đi thật là nhanh luôn. Mới đây là mai nó ra hột và nó già luôn rồi. Mai nó ra hột và nó rụng nó già luôn. Cái dây đậu rồng ở ngoài vườn á, bữa nay nó vẫn còn trái nhiều lắm nè. Trời trời, cái gì vậy? Ơi con gà. Nó ngủ mà mày lại mày phá đám hoài. Vậy tao không quạo với gặp du này là tao nó quạo á. Nay mình ăn cá linh nấu canh chua nha. Ủa? Thì có cá linh, có bông điên điển với bông súng. Cá linh kho lẹ, cái đó trộn gỏi với tép rong, tép lát nè. Chấm ăn. Ăn canh chua. Cái này cháy. Như là em tính làm cái gì? Tép này trộn gỏi, bông điên điển với bông súng. Cái này chiên bột, cá cơm, cá lòng tông chiên bột, cá này kho lạc, kho lên kho lạc. Mèo ấy nó nhây ghê luôn á, lì á. Như vậy là tép này mình bắt lên cho nó săn nó chín để làm gỏi. Cá linh này kho lạc. Anh cứ tưởng đâu là canh chua cá linh. Cá lòng tông khô khô. Đây là bông điên điển. Hôm nay ở nhà mình vắng que như bò kéo xe. Có một cái màu vàng rất là đẹp. Hình hình là có mấy cái bông súng mà nó xấu, nó không có ngon, cho nên cuối cùng mình trộn gỏi bạc hà với lại bông điên điển. Bạc hà này bữa anh đi hai dắt muối.
mặn. Mặt hà này mình sẽ lột ra xong mình vắt, mình bóp với muối để cho nó xèo xuống. Cá lồng tông chiên bột, bột chiên giòn. Dầu chưa sôi. Cái này mình chiên cá cơm với cá lồng tông nha, hai thứ cá. Giòn rụm rụm ha. Này không có bột chiên giòn, nó cũng giòn mà nó nổ, nó văng dữ lắm. Có về mình có về cộng rau găm nè, rồi bạc hà, bông. Nước mắm này bỏ ớt cũng được mà không bỏ ớt cũng được. Nước mắm này nước mắm trộn gỏi không bỏ ớt. Mình không có bỏ nước vô, mình nước mắm với lại đường với lại trái tắc thôi. Chứ mà mình nặng nước vô thì nó loãng lắm. Nước tắc này nặng vô nó loãng ra nè. Làm mấy nước mắm chấm mà, tỏi ớt. Bé Quyên lắc vòng hay chưa? Lắc đi lên đây luôn coi. Như lắc về đi luôn. Đặc sản nha, qua Tết rồi ăn còn đặc sản không à? Mày cả nhà ăn chưa? Ừ, là những cái này là biết cái xanh ngon rồi.
Nãy sao mình để mực nhiều quá vậy? Cha, mà có con bỏ đâu? Mắm thêm con bỏ đây nè. Rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, thấy mình con kia đổ không? Đổ quá. Cho mắm này đâu con hả? Cho trăm mừng. Trăm mừng. Cái mắm đó cái gì? Ở con cá con. Cũng ăn luôn. Ừ. Làm có vài năm mấy á.
là năm 16. Bà co cái lưng nó mềm mèo cũng như cái mồi thì nó cứ đốn con mua cây cài quá leo lên thằng mé cây nó thối vô bằng tay thôi tiêu. Sớm giờ trời chuyển mưa u ám luôn à, tưởng đâu mưa mà sớm giờ chưa mưa. Bé Nguyên đang quét sân. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nha. Bữa nay có một video nhỏ nhỏ vậy thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau.